Trưa ngày 10 tháng 11, nhiều người đã may mắn thoát chết khi một chiếc xe container ôm cua vào vòng xoay rồi bị lật nhào xuống đường. Vụ tai nạn xảy ra tại vòng xoay DT743 giao với Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe đầu kéo biển số thành phố Hồ Chí Minh kéo theo thùng container loại 40 feet chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi đến địa điểm nói trên, nam tài xế cho xe rẽ trái để ra cầu vượt Tân Vạn. Trong lúc ôm cua thì thùng container bất ngờ nghiêng qua bên phải rồi lật nhào xuống đường, kéo theo phần rơ móc và cabin cũng lật theo. Rất may thời điểm này có nhiều người đi xe máy kế bên nhưng phát hiện xe chao đảo, nhiều người đã kịp tăng ga thoát ra xa. Vụ tai nạn làm chiếc container hư hỏng, dầu nhớt chảy tràn lan trên đường, rất may nam tài xế chỉ trầy sức nhẹ. Nhận thông tin, công an phường và xe cẩu đã tới xử lý hiện trường. Ảnh hưởng vụ việc làm giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, tới 14 giờ cùng ngày, hiện trường mới được giải tỏa.